Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em mới nhận được gói hàng, đó là cái mỏ hàn. Em mua cái này với chị giá 95.000 cả ship. Còn em mua trên Shopee. Shopee được khuyến mại miễn phí vận chuyển. Đây các bác. Được tặng thêm 5 mũi hàn. Nhìn cũng khá chắc chắn. Các bác muốn thay thì các bác thay mũi hàn, các bác cứ tháo cái này ra thôi. Đấy, nó có ren vặn này. Đây, thay mũi đây. Đây là dây mai sò này. Đây, mũi hàn đây. Đấy. Cái này có công suất là 60W. Em vừa lấy hôm nay xong. 95.000. Còn đây là em mua một cái dây của cái sen tắm in lắp 100.000, dài 1,5 m. Loại này rất tốt, người em đã dùng một cái rồi, loại này rất tốt, dùng cũng được khá lâu, sử dụng cho sen tắm dùng khá lâu. Cái lò xo này nó rất mềm chứ nó không như cái loại kia, một cái loại lò xo to đó. Em dùng em thấy loại này rất bền mà nó không bị han. Nó cái vỏ này nó bằng inox 304. Nhà em cũng đang dùng cái khá lâu rồi. Vừa rồi cái này rất dễ sửa nha các bác nhé. Các bác nó bị hay nó gãy ở cái đầu này này. Các bác tút nó lên xong tháo nó ra xong là nối lại cái cắt cái ống cao su bên trong này đi và các bạn cắm cắm cái này lên. Cắm nối lại cái cắt cái ống cao su bên trong này của nó này, xong là đẩy cái này lên, xong nó lắp lại là được, rất dễ sửa. Còn hôm nay thì em sẽ thử cái máy hàn này. Đây là cái cái chỉnh nhiệt. Đấy. Cao nhất là 450 độ C. Đấy. Nhỏ nhất là 200. Không biết là thế nào. 95.000. Giờ em sẽ thử. Em để ở mức 400. 400 độ C. À, cũng nóng rồi đây. Em thử với hệ thống đây. À, lên nhiệt cũng khá nhanh đấy các bác. Chảy rất tốt. Đây. Đấy. Đấy. Chung mỏ hàn này rất tốt cho các bác nhé. Chảy thiếc rất là nhanh. Đây. Đấy. Đấy. Theo em đánh giá thì mỏ hàn này rất là ngon. 60W mà có 95.000. Có cái này dùng để cốp xe mang đi sửa chữa rất là tốt, nhẹ nhàng.
kèm thêm là còn được 5 đầu để thay bỏ hàn. Thiếc thì nhựa thông thì em nấu đây. Cô nó vào đây. Tùy theo mối hàn mà các bác chọn cho cái mối hàn này nó phù hợp. Đấy. Được tặng 5 mũi. Rất chi là ngon. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.